Trận đấu siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina tại thánh địa Maracana của đội bóng áo vàng xanh đã diễn ra với một kịch bản căng thẳng ngay cả khi quả bóng còn chưa lăn. Đội chủ nhà đang trong cơn khủng hoảng toàn diện đã làm mọi cách để có được kết quả tốt nhất trước các nhà đương kim vô địch thế giới được dẫn đầu bởi Lionel Messi. Thế nhưng sau tất cả, những người Brazil đã phải cúi đầu nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục. Không khí căng thẳng luôn là thứ đặc sản truyền thống trong cuộc đối đầu giữa Brazil và Argentina, khác hẳn với lần gặp nhau gần nhất tại Maracana trong trận chung kết Copa America 2021 khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Lần này, cuộc đại chiến giữa hai gã khổng lồ Nam Mỹ diễn ra trong một bối cảnh đầy màu sắc hận thù và đã có những sự việc đáng tiếc xảy ra. Sự cố xảy ra trước trận đấu khi hai đội chuẩn bị bước vào trận đấu. Trên khán đài, các cổ động viên của đội chủ nhà và các vị khách Argentina bắt đầu lời qua tiếng lại rồi chuyển sang bạo lực. Cảnh sát Brazil buộc phải can thiệp, tuy nhiên các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hơi quá đà. Một số cổ động viên đã được cáng ra ngoài sân sau khi gặp chấn thương. Chứng kiến các cổ động viên của mình bị tấn công, Messi và các đồng đội đã tiến về phía khán đài để can ngăn. Siêu sao đang thi đấu cho Inter Miami sau đó kêu gọi các đồng đội của anh rời sân vào phòng thay đồ. Messi chia sẻ, "Chúng tôi không thể thi đấu trong hoàn cảnh đầy bạo lực như thế. Trận đấu đã được hoãn lại 30 phút so với thời gian ấn định ban đầu." Sau trận thì Messi đã nói thêm với Thai Sports, "Tôi cho rằng việc tạm dừng trận đấu là cách để làm tình hình căng thẳng giảm bớt. Chúng tôi đã thấy các cổ động viên Argentina bị tấn công. Đây là điều không may có thể xảy ra ở những trận đấu căng thẳng. Chúng tôi quyết định sẽ rời sân để vào phòng thay đồ, nơi mọi người có thể nắm được tình hình người thân của mình, xem họ có bị ảnh hưởng gì không. Gia đình của chúng tôi ngồi trên khán đài, vì thế sẽ chẳng ai có thể tập trung thi đấu nổi trong tình cảnh như thế. Tôi rất giận dữ khi nhìn cách đội ngũ an ninh trên sân làm việc. Cảnh sát Brazil vẫn giải quyết vấn đề giống như ở chung kết Copa Libertadores giữa Boca Juniors và Fluminense, đó là dùng gậy gộc để chấn áp các cổ động viên. Sau cùng thì trận đấu siêu kinh điển Nam Mỹ cũng đã diễn ra, nhưng những căng thẳng trước đó đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Họ vào trận với sự tức giận, ấm ức và dòng máu sôi lên trong huyết quản. Những người chờ đợi một trận cầu cống hiến đẹp mắt và giàu tính nghệ thuật giữa hai gã khổng lồ Nam Mỹ đã sớm thất vọng. Những tình huống tranh chấp va chạm quyết liệt rồi cầu thủ lao vào tranh cãi nhau đã xé vụn trận đấu trong 45 phút đầu tiên. Nếu như các trọng tài nghiêm khắc hơn, Brazil đã sớm phải thi đấu trong tình trạng thiếu người. Rafinha đã bị phạt thẻ ở phút thứ 14 vì cú hất tay vào mặt De Paul và may mắn là không phải nhận thẻ vàng thứ hai 5 phút sau đó sau khi phạm lỗi thô bạo với Alexis McAllister. Brazil không thực hiện nổi một cú sút nào cho đến khi Rafinha thực hiện quả đá phạt trực tiếp ở phút 38 đưa bóng đi chạch khung thành. Cú sút trúng khung thành duy nhất của hai bên trong toàn bộ hiệp 1 diễn ra ở phút 44 khi cú dứt điểm của Martinelli bị hậu vệ Christian Romero cản phá trên vạch vôi. 22 lần phạm lỗi đã diễn ra trong hiệp 1, 3 tấm thẻ vàng được rút ra và chỉ một cú sút trúng đích được thực hiện. Những con số đã nói lên tất cả. Thật ra nhìn vào cách mà Brazil chơi bóng, có cảm giác rằng ngay cả khi sự cố trước trận không diễn ra thì Seleção vẫn sẽ chọn cách tiếp cận khác xa với những hình ảnh mà chúng ta đã quen thuộc về họ. Không còn những vũ công samba quyến rũ và điệu đà, chỉ có những chiến binh của môn võ capoeira sẵn sàng lao vào đối thủ với khí thế ăn tươi nuốt sống. Brazil đã phạm 26 lỗi cả trận đấu, 16 lần trong số đó đến trong hiệp 1 và phải đánh đổi bằng 3 tấm thẻ vàng của Gabriel Jesus, Rafinha cùng với Carlos Augusto. Cách chơi chém đinh chặt sắt ấy rõ ràng không phải là điều mà các cổ động viên Seleção muốn thấy, ngay cả trong một trận cầu khét tiếng về độ nóng bỏng. Nó chỉ phản ánh một sự thật rằng Seleção đang thực sự ở dưới tầm đối thủ của mình và phải tìm cách để phá lối chơi của La Albiceleste thay vì chơi bóng theo cách của mình. Cũng phải thôi, Lionel Messi và các đồng đội đến Maracana với tư cách là nhà vô địch thế giới, trong khi chủ nhà Brazil đang ở trong cơn khủng hoảng nặng nề với cơn bão chấn thương cùng sự thiếu định hướng khi chưa thể có được một nhà cầm quân chính thức. Fernando Diniz được mệnh danh là Pep Guardiola của Brazil, nhưng việc đồng thời cầm quân ở Fluminense khiến ông không thể chú tâm vào nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Bàn thắng của Nicolas Otamendi là vừa đủ để Argentina có được chiến thắng ngay tại thánh địa của đối phương. Trong ngày mà Messi không để lại nhiều dấu ấn, các đồng đội của anh đã biết cách tỏa sáng thay cho thủ quân của mình. Ngược lại, tinh thần chiến đấu không được kiểm soát đúng cách của Brazil lại đem về cho họ hậu quả xấu với tấm thẻ đỏ của Joe Linton chỉ 9 phút sau khi cầu thủ đang chơi cho Newcastle vào sân thay người. Việc phải chơi thiếu người khiến Seleção bất lực trong việc tìm bàn gỡ và phải nhận trận thua thứ 3 từ đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Sau 6 trận đấu đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup, Brazil hiện đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ thắng 2 trận và thu về 7 điểm. Trong khi đó, Argentina cùng với Messi có 15 điểm sau 5 trận thắng sau 6 trận và đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Không có gì phải tranh luận khi khẳng định là Albiceleste đang là ông vua của bóng đá Nam Mỹ lúc này.
Những con số thống kê đáng buồn của Brazil sau thất bại vừa rồi càng khiến nỗi buồn của các cổ động viên Seleção lớn hơn. Đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup đã không thắng trong 4 trận và thua 3 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2001, khi họ thua 4 trận liên tiếp trước Pháp, Australia, Uruguay và Mexico. Chuỗi 4 trận thua đó là chuỗi thất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá Brazil và có thể lặp lại hay thậm chí nối dài khi đội tuyển Brazil trở lại với các trận đấu vào tháng 3 năm sau. Họ sẽ có 2 trận giao hữu lần lượt gặp đội tuyển Anh tại sân vận động Wembley và tiếp theo là trận đấu với Tây Ban Nha tại Santiago Bernabeu trong dịp FIFA Days tháng 3 2024. Tuy nhiên, con số thống kê đáng buồn nhất phải là việc Seleção đã phải chấm dứt chuỗi bất bại 64 trận liên tiếp trên sân nhà trong vòng loại World Cup. Kỷ lục nào thì cũng phải dừng lại thôi, nhưng còn gì cay đắng hơn khi thành tích đáng tự hào ấy lại bị chặn đứng bởi đại kình địch không đội trời chung. Messi hoàn toàn có lý khi nói rằng đây là một thắng lợi lịch sử của đội tuyển Argentina. Nó không trực tiếp mang về một danh hiệu nào, nhưng đánh dấu một cột mốc rất đáng nhớ là Albi Celeste đã chấm dứt kỷ lục đáng tự hào của Seleção ngay tại thánh địa Maracana của đối thủ. Thêm một gạch đầu dòng nữa vào cuốn sổ ghi lại hận thù giữa hai nền bóng đá, có in đậm và hai lần gạch chân. Chiến thắng trước kình địch Brazil cũng khép lại một năm thành công của Argentina. Thật trùng hợp khi chiến thắng tại Maracana diễn ra đúng tròn một năm từ trận thua Ả Rập Xê Út trong ngày ra quân World Cup 2022 của Messi và các đồng đội. Trong 365 ngày đã qua, tất cả đã thay đổi chóng mặt là Albi Celeste chỉ thua thêm đúng một trận trong suốt khoảng thời gian đó. Đó là thất bại trước Uruguay ở vòng loại World Cup 2026. Còn lại, họ thắng tất cả từ chính thức cho đến giao hữu. Trong đó có 6 chiến thắng đem về trước vô địch World Cup 2022 và 5 chiến thắng trong 6 vòng đầu tiên của vòng loại World Cup 2026. Messi cùng những chiến hữu của anh vẫn đang ở trên đỉnh cao thế giới và làm rất ổn nhiệm vụ giữ gìn hình ảnh trong nhiệm kỳ đeo vương miện của mình. Trong năm 2024, những thử thách chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn, nhưng chỉ cần còn có Messi trong đội, Argentina vẫn là thách thức rất lớn với bất cứ đội bóng nào muốn hạ bệ nhà vô địch.